Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Giám đốc Công an Bình Dương lý giải việc khách chuốt cửa hát karaoke dù báo cháy. Sau những băn khoăn của dư luận liên quan đến những thông tin về vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm chết 32 người tại buổi họp báo ngày 8 tháng 9, hôm nay 9 tháng 9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có lý giải rõ hơn về những tình tiết trong vụ cháy. Theo Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin về việc nhiều phòng chốt cửa khi hát karaoke là hiểu nhầm. Thực tế là khi lực lượng chức năng vào trong phòng hát để tìm kiếm nạn nhân thì phát hiện nhiều tử thi nằm trong nhà vệ sinh chốt cửa. Có thể trước khi tử vong, khách chốt lại cho kín tránh khói vào trong, không phải chốt cửa ra vào phòng hát như dư luận đặt câu hỏi những ngày qua. Do trong họp báo ông giải thích chưa rõ nên gây hiểu nhầm. Khi tiếp cận vào trong phòng, lực lượng cứu nạn cứu hộ rất khó khăn để mở cửa nhà vệ sinh tìm nạn nhân. Anh em phải đập cửa vào mới thấy nhiều tử thi nằm bên trong, Đại tá Quyên cho hay. Về việc khi chập điện dẫn đến cháy nhưng vẫn có nhiều khách phớt lờ, tiếp tục vào phòng hát karaoke, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên lý giải. Khi thiết kế xây dựng, ngoài CP điện tổng thì các phòng và các tầng đều có CP điện riêng. Khi chập điện ở khu vực nào trước thì điện ở khu vực đó sẽ ngắt trước. Những nơi khác vẫn có thể có điện một thời gian ngắn trước khi CP tổng bị ngắt. Quá trình xuất camera trong quán, đám cháy xuất hiện từ tầng 2 của quán karaoke. Lúc này toàn bộ tầng 2 không có khách hát và cũng không có nhân viên trực ở đây. Khách chủ yếu tập trung ở tầng 3 của quán. Ngoài các nguyên nhân chủ quan, khách quan đang được cơ quan điều tra làm rõ. Trong vụ việc này nhiều khách còn chủ quan, không nghe theo hướng dẫn của nhân viên khi có cháy, Đại tá Quyên chia sẻ. Cũng trong ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án.